mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mẫu quần sọt dây kéo như thế này. Ở cái mẫu này thì mình sẽ móc bản lưng trước, sau khi móc bản lưng thì mình sẽ xoay dọc lại và mình móc cái phần thân. Ở đây yêu cầu kỹ thuật mình đòi hỏi là các bạn phải móc chặt tay ở cái phần bản lưng để nó hạn chế tối đa cái phần giãn lưng của mình. Còn phần thân thì các bạn móc vừa tầm, không quá chặt cũng không quá lỏng. Nếu như các bạn móc quá chặt thì nó sẽ quá ôm và nó sẽ không có độ co giãn nhiều để cho mình cử động, hoặc các bạn móc quá lỏng thì nó lại bị giãn quá, nó sẽ lại không ôm quần đẹp. Cho nên ở đây yêu cầu là các bạn móc vừa tầm tay, nó sẽ ôm và nó có cái độ co giãn thoải mái cho mình, nó rất là đẹp. Để móc mẫu này thì các bạn chuẩn bị cho mình là 300g len sợi lê nhũ hoặc là sợi cô tông. Không nhất thiết mình dùng cái loại này, các bạn có thể dùng loại khác, nhưng mà tuyệt đối các bạn đừng dùng len. Nếu như các bạn dùng len thì nó sẽ bị chảy, nó sẽ không đẹp. Mẫu này thì các bạn chỉ dùng sợi cô tông là tốt nhất nha. Và các bạn chuẩn bị cho mình là một kim móc 2 đầu size 1.75 và size 1.5 với một sợi dây kéo dài 20cm để mà mình may cái phần dây kéo này. Bây giờ chúng ta cùng thực hiện nhé. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cái tính số đo. Các bạn đo vòng mông. Phần eo mình sẽ đo cái phần mà ngay eo, nếu mà các bạn nào muốn làm lưng cao, còn các bạn nào muốn làm lưng thấp thì mình sẽ đo ngay phần ngay rốn của mình nha. Dài quần tùy thuộc vào độ dài của các bạn muốn. Phần hạ đáy, các bạn đo vừa cho mình đó là từ đằng trước eo, các bạn luồn qua bên háng và đo lên cái phần đằng sau luôn thì mình sẽ có được cái phần hạ đáy cho mình. Eo khi mà các bạn móc thì các bạn sẽ móc nhỏ hơn phần eo của mình là từ 2 đến 3 cm, bởi vì cái phần bản lưng nó sẽ có độ co giãn, cho nên là các bạn sẽ móc nhỏ hơn cái phần eo của mình từ 2 đến 3 cm, rồi đồng thời là mình cũng sẽ trừ cái phần đó để mình vô dây kéo luôn nha. Còn hạ đáy thì các bạn chia đôi ra. Bây giờ mình cùng nhau thực hiện nha. Ở phần bản lưng thì mình sẽ chập 3 sợi lê nhũ lại để cho mà cái phần bản lưng của mình nó sẽ được dày, nó đứng quần, đứng lưng. Mình sẽ dùng đầu kim 1.75. Các bạn gầy cho mình 11 mũi. Các bạn lưu ý khi mình gầy mũi mình nhớ chặt tay nha. Mười một mũi là mình tính luôn cả một mũi quay đầu nha các bạn. Mình mà yêu cầu các bạn gầy mũi chặt tay là tại vì trong quá trình mình móc cái bản lưng á thì mình sẽ móc nó chặt tay để cho các bạn lưng nó cứng. Thì nếu mà mình gầy mũi lỏng nó sẽ bị to ở cái phần đầu của cái bản lưng của mình, cho nên là các bạn phải gầy mũi cho nó chặt tay và mình sẽ đi mũi đơn. Các bạn móc mũi đơn hoàn toàn, móc dài bằng cái chiều dài mà các bạn lưng mình muốn. Các bạn nhớ móc chặt tay nha để tránh nó có cái độ co giãn nhiều.
Đây là mình hướng dẫn cho các bạn làm với cái bản lưng mà mình chai dây kéo. Còn mà các bạn nào mà muốn làm dây rút đó thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn móc cái phần lưng sau nhé. Các bạn lưu ý dùm mình, cái phần rì của các bạn lưng của mình á, thay vì các bạn đâm vô cái mũi như, đâm vô cái mũi này, đâm vô cái mũi chỗ mũi này, thì mình sẽ đâm nó vô trong cái cạnh này để mà cái bề mặt hai bên hông của mình á, nó sẽ đều và nó sẽ đẹp, nó không bị lồi lõm nha các bạn. Đây nhá, thay vì mình đâm vô đây thì mình sẽ đâm vào đây. Thì cái mình bên hông này của mình nó sẽ không có bị lõm. Đây. Cứ vậy các bạn tiếp tục móc dài lên cho nó đủ cái phần mà bạn lưng. Các bạn nhớ là móc chặt tay để mà cái độ co giãn của nó ít thì cái lưng quần mình mặc nó sẽ đẹp hơn. Đây mình làm lại bên này nhé. Thay vì các bạn móc vô cái phần này thì các bạn sẽ móc vô cái cạnh ở đây ngoài rìa này nha. Thì cái bề mặt này của mình nó sẽ đẹp nè, đó các bạn thấy chưa? Đó, cái phần này của mình nó sẽ rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là móc cái quần này, nhưng mà là các bạn lưng để các bạn dùng dây rút nhé. Đối với cái quần dây rút á, thì trước khi các bạn móc hoa văn thân quần thì các bạn sẽ đi một hàng một kép hai bính cho mình nha. Phần hai kép một bính này á, mình đi là mục đích là để mà mình sẽ luồn cái dây cột lưng quần lại nhé. Ở đây mình chỉ móc mẫu thử cho các bạn để các bạn xem nha. Sau khi nối cái phần lưng quần của mình lại ấy, thì các bạn sẽ lên 3 bính, các bạn móc vào trên nó một mũi kép cho mình. Tiếp tục các bạn đi 2 bính và các bạn móc vào trên đây một mũi kép đây nha.
cứ thế các bạn sẽ lặp lại cho hết hàng. Đây là chỗ để mà mình luồn dây, mình cột luôn quần nha. Sau khi các bạn móc xong hàng này thì các bạn sẽ cắt bớt đi một sợi và mình bắt đầu móc thân quần với hai sợi thôi. Sau khi các bạn móc cái phần lưng này xong thì các bạn sẽ cắt bớt đi một sợi cho mình nha. Các bạn nhớ chừa dài một chút. Sau khi mình đã cắt bớt thì mình sẽ bắt đầu móc cái phần thân quần. Ở đây là mình móc thì các bạn cắt bớt một sợi thì các bạn sẽ đổi đầu kim, mình sẽ xài đầu kim 1.5 để móc phần thân quần. Đây nha, với các bạn mà móc phần lưng quần có dây kéo các bạn cũng cắt bớt một sợi đi cho mình. Các bạn nhớ chừa dài một chút. Sau đó là mình bắt đầu mình móc cái phần thân quần. Để tránh cho cái sợi dây này mình cắt nó bị tột đó, thì khi mà các bạn lên mũi bính các bạn nhớ giữ cái dây này cho mình và các bạn luồn kim cho nó để cái sợi dây này nó lên trên thân kim và mình bắt đầu mình móc mũi bính. Thì khi mình móc qua như vậy á thì nó sẽ giữ được cái sợi dây này cho mình. Mình sẽ lên 4 bính đó, như vậy nó sẽ chắc hơn, nó sẽ không có bị tụt ra trong quá trình mình đang móc. Ở đây cái hoa văn nó mình sử dụng là mình sẽ đi toàn bộ là mũi kép đôi, cho nên các bạn lên 4 bính cho mình. Sau đó các bạn móc vào chân của cái dây bính các bạn mới móc một mũi kép đôi. Tiếp đến các bạn sẽ móc trên cái bên. Tại sao mình nói các bạn móc vô đây? Khi mà móc vô đây thì mình sẽ không có sử dụng mũi bính này, cái dây bính này để cho cái mũi kép này, không, mình sẽ xài cái mũi kép này nó thay thế cho cái dây bính này. Và sau này khi mà mình may dây kéo mình sẽ làm một hàng mũi đơn ở đây thì nó sẽ không có bị hở cái chỗ này của các bạn ra. Các bạn tiếp tục hàng kế bên một kép. Đây là hàng 1. Các bạn lưu ý mình phải móc chặt tay nha, thì cái phong quần của mình nó mới đẹp và cái độ co giãn của nó sẽ không nhiều, nó sẽ ôm phần mông khi mà mình mặc. Đây là mũi kép đôi nhé các bạn. Mẫu này mình sử dụng chủ yếu toàn bộ là mũi kép đôi nha. Các bạn muốn móc mũi kép đẹp á, cái tay cầm kim này của các bạn phải giữ dây cho nó căng. Tay cầm sợi. Và khi mà các bạn móc mũi kép, cái tay này các bạn nhớ giữ chặt ở đây, kéo qua và nhớ xiết cái đầu mũi kép này lại nha các bạn.
thì mũi kép của mình nó sẽ đẹp và nó sẽ chặt hơn, nó sẽ không có bị lỏng. Hai mẫu dây rút và dây kéo mình sử dụng cùng một hoa văn, chỉ có khác là móc dây kéo thì các bạn sẽ móc nhỏ hơn eo của mình 2 đến 3 cm, còn dây rút thì các bạn móc rộng hơn eo của mình là từ 2 tới 3 cm nha. Còn cách thức móc thì nó sẽ y như nhau. Sau khi xong hàng 1 thì các bạn lên hàng 2. Hàng 2 này mình sẽ móc sò, và mình sẽ móc sò 7. Sau khi xong hàng 1, các bạn lên cho mình một bính. Rồi các bạn lật mặt lại. Các bạn đi vào đây một mũi đơn. Sau đó mình sẽ móc sò 7 và mình sử dụng là mũi kép đôi. Các bạn đếm cho mình 1 2 3 chân. Mình sẽ móc vào chân thứ tư 7 mũi kép trụng chân. 7 mũi kép đôi trụng chân. 1 2 3 4 5 6 7. Sau khi mình móc 7 mũi kép trụng chân thì mình đếm 1 2 3, mình sẽ móc vào chân thứ tư là một mũi đơn, và mình sẽ tiếp tục lặp lại cái sò này cho đến hết hàng. Phần dây kéo thì các bạn sẽ không có nối lưng lại đâu nha. Các bạn lưu ý cho mình, nếu như ở cuối hàng các bạn còn 3 mũi 1 2 3, đó giống như mình đã nói là hàng đầu tiên khi mình móc mình sẽ sử dụng mũi kép này là mũi đầu tiên, mình sẽ không tính ở cái dây bính này nha các bạn. Nếu như các bạn móc còn 3 mũi này thì các bạn đi cho mình là sò 3. Các bạn móc vào đây 3 mũi kép đôi. Ba mũi kép đôi này là tương đương với 3 mũi mình còn dư lại nha các bạn. Đây, nó sẽ bị lệch như vậy nhưng mà không sao hết, tại vì khi mà lên tới hàng 3 mình sẽ sử dụng là mũi kép đôi, không, một chân sẽ là một mũi kép đôi. Với những chỗ nào cao thì mình sẽ đi mũi kép đôi nó thấp hơn, và những cái chỗ nào mà nó thấp hơn thì mình sẽ đi mũi kép đôi để cho nó cao lên, để cho nó bằng nhau. Cho nên cái phần này mà nó cao hơn cái chỗ này nó cũng sẽ không bị ảnh hưởng nha các bạn. Các bạn lên cho mình là 4 bính, 2, 3, 4. Lưu ý là hàng nào các bạn cũng sẽ bỏ cái dây bính này và mình móc vô cùng chân một mũi kép để mà thay thế cái dây bính. Chỗ nào thấp thì mình sẽ kéo kép đôi nó cao lên nha các bạn, kéo cao lên một chút nè, sau đó các bạn móc bình thường thì mũi kép nó vẫn sẽ đều bình thường như nhau nhé.
Lưu ý lúc nào các bạn cũng phải móc chặt tay nha. Vì là quần sọt cho nên mình móc chặt tay thì nó sẽ đẹp hơn, nó ôm quần mình hơn. Đây, phần cao mình sẽ đi mũi kép nó thấp lại, nó sẽ bằng hết. Các bạn nhớ nhé, mình cũng sẽ không móc vào trong cái chỗ mũi đơn mà mình đã gầy lúc đầu, mà mình sẽ móc vào cái mép bên này đó. Đây, cái mép bên này y như ở các bạn lưng của mình, thì mình sẽ được một cái đường thẳng, nó sẽ không có bị xen xẹo nha các bạn. Các bạn so ra thì hai cái phần này nó sẽ vẫn bằng nhau nè đó, khi các bạn gấp đôi lại thì nó vẫn bằng nhau, cho nên là các bạn đừng sợ khi các phần dư này nó sẽ bị ảnh hưởng gì cao thấp nha. Rồi, tiếp tục mình sẽ móc hàng 4. Các bạn lên cho mình là 4 bính. Cũng móc vào trên cái dây bính đó là một mũi kép. Hàng 4 này là mình sẽ móc là hai kép đôi chung chân, chung đầu và chung chân luôn. Mỗi một mũi kép đôi mà chung đầu chung chân mình sẽ cắt nhau là một mũi bính. Sau khi các bạn móc một mũi kép vô đây thì các bạn sẽ đi một mũi bính và mình sẽ đi kép đôi. Hai mũi kép đôi chung chân. Các bạn nhớ là chung đầu chung chân luôn. 1 tiếp tục mình sẽ đi một mũi bính và mình sẽ lặp lại hai mũi kép đôi. 1 2 các bạn móc như vậy cho đến hết hàng. Đây, 1 kéo căng sợi ra thì mình sẽ móc vòng nó dễ dàng hơn. Sau khi móc xong hàng 4 thì các bạn mà lên tới hàng 5, hàng 5 mình cũng móc y như hàng 4 nhưng mà mình sẽ móc sau le lại. Chỗ nào là dây bính thì mình sẽ móc là hai kép chụng đầu chụng chân. Còn chỗ nào là hả mũi hai kép chụng đầu chụng chân thì mình sẽ móc dây bính. Mình sẽ móc sau le so với lại hàng số 4 nha các bạn. Tương tự như vậy, nếu như mà các bạn móc cuối cùng nó sẽ còn một mũi thì các bạn sẽ móc luôn một mũi kép vào đây, chứ mình sẽ không cắt một mũi bính nữa. Lên đến hàng trên, 1 2 3 4, các bạn lên cho mình là 4 mũi bính và các bạn cũng móc một mũi kép vào cái chân cái dây bính đó. Thì giống như hồi nãy mình nói, nó sẽ so le so với hàng sau, thì ở đây nó là mũi kép đôi thì các bạn sẽ đi một bính và các bạn móc mũi kép đôi vào cái mũi bính ở cái mũi bính ở hàng thứ tư nha các bạn.
tiếp tục như vậy cho hết hàng rồi mình lên hàng 6. Hàng 6 thì các bạn sẽ móc toàn bộ cho mình là một chân một kép đôi. Từ hàng 6 này mình sẽ bắt đầu mình thêm mũi nha các bạn. Tại vì từ eo xuống phần hông á thì sẽ không thêm mũi. Từ hàng 6 mình sẽ thêm mũi để xuống phần mông của mình. Mẫu dây kéo hay dây rút thì mình cũng thêm mũi y như nhau nha các bạn. Mẫu dây rút thì các bạn mặc thì quần nó sẽ thoải mái hơn, nó sẽ không ôm như là mẫu quần dây kéo. Hàng 6 các bạn cũng lên cho mình 4 bính. Các bạn nhớ là hàng này mình cũng đi một mũi kép vào cái chân của cái dây bính nha. Hàng này mình sẽ đi là mỗi chân là một mũi kép. Ở hàng 6 này mình sẽ thêm mũi 15 mũi kép đôi, các bạn thêm cho mình một mũi. 1 2 3 4. Các bạn thêm đều xung quanh hết luôn nhé. Sau khi các bạn móc 15 mũi kép đôi thì các bạn sẽ bắt đầu thêm mũi ở cái hàng ở mũi thứ 16. Thêm một mũi hai kép chung chân. Các bạn thêm một mũi cho mình. À, mình móc một đủ kép. Hai mũi kép. Các bạn thêm đều hết như vậy, hết vòng tròn luôn nha các bạn. Hàng 7 mình sẽ đi là mũi V. Mũi V ở đây, ở hàng 7 này á, mình sẽ đi là một mũi kép bình thường thôi nha, kép đơn bình thường thôi. Các bạn lên 3 bính. Mũi đầu tiên kế của mũi kép này, các bạn cắt một chân cho mình. Các bạn móc vào đây một mũi kép đơn, một mũi bính, thêm một mũi kép đơn chung chân là mũi chữ V. Kế tiếp đến hoa văn thứ hai thì các bạn sẽ cắt cho mình là hai chân, 1 2. Các bạn móc vào chân thứ ba một mũi kép, một mũi bính và
thêm một mũi kép. Cứ vậy các bạn sẽ lặp lại hết hàng. Ở dưới các bạn sẽ cắt hai chân. Hoa văn này mình sẽ móc liên tục 5 hàng. Sau khi mà các bạn móc xong 5 hàng thì mình sẽ bắt đầu mình nối lại cho cái phần dây kéo của mình. Các bạn lưu ý ở hàng này thì nếu như mà các bạn móc ở dưới đây nó chỉ còn là hai chân đây, ba chân, thì khi mà mình móc vô đây á, ở dưới đây mình sẽ cắt hai chân, ở đây nó sẽ bị thiếu đúng không, mình thêm mũi được như vậy là nó sẽ bị thiếu một mũi, thì mình có quyền mình thêm một mũi vô nha các bạn, mà mình sẽ không đi mũi bính. Còn nếu trường hợp ở đây nó sẽ còn là ba mũi, ở đây nó sẽ còn là 4 mũi thì các bạn sẽ vẫn móc mũi chữ V bình thường và các bạn đi một mũi kép ở đầu này nhé. Ở đây mình bị thiếu, mình đi như vậy. Các bạn lưu ý khi mà mình móc lên đây, thay vì mình móc vào trong cái thân của mũi chữ V này, đây thân mũi chữ V, khi các bạn móc như vậy thì lên nó sẽ không đẹp nha các bạn, và nó làm cho cái mũi kép của mình nó bị lùn đi nữa, nhìn nó sẽ không đẹp. Thì các bạn sẽ móc vào trong cái mũi bính mà mình đã tạo ở giữa hai cái mũi kép này, các bạn móc vào trong đây nhé. Đây, các bạn móc vào trong đây, nhìn cái hoa văn của mình nó sẽ nét hơn nha. À, các bạn nhìn nha, mình sẽ móc vào trong. Rồi các bạn móc liên tục 5 hàng cho mình. Móc như vậy nó sẽ lâu hơn khi mà các bạn móc vào trong cái khoảng giữa của hai mũi kép, nhưng mà lên sản phẩm của mình thì nó sẽ đẹp hơn nha. Các bạn chịu khó một chút. Đây, các bạn sẽ móc liên tục thì hoa văn của mình nó sẽ như vậy. Đây là mảnh mình đang móc nhé. Sau khi mình móc 5 hàng nè, mình sẽ nối nó lại. Trước khi nối ấy, mình sẽ móc một hàng mũi đơn chạy dọc từ cuối đây. Các bạn sẽ móc chạy dọc sang nguyên cái bản lưng của mình, từ hết cái bản lưng này, và các bạn sẽ móc dọc nó sang tới bên đây. Khi móc xong sang tới bên đây thì các bạn sẽ bắt đầu các bạn nối hai cái điểm này lại với nhau, và mình sẽ móc vòng tròn nha.